lưng. Ngân Linh xin kính chào quý khán giả yêu thương, lời chào tốt đẹp và trân trọng nhất. Hôm nay ngày lễ được sự mời của bác Bảy và Tướng Châu, chị Ngọc Đáng thì Ngân Linh xin hát tặng quý vị hơi dài với ba câu nhạc cụ rất quen thuộc được mang tên Đưa Em Về Quê Mẹ. Linh bà ơi, tôi đến đây để đến đây hát cho bà nghe bài ca này xưa. Thưa linh bà, ông lão, ông hãy hát. Vâng, tôi sẽ hát đây. Tóc nàng
cầm nó đứng thôi. Ca hay luôn. Ca quỷ đừng hay. Nếu mà ca ca hay luôn. Chắc mày con kêu mình nạ luôn quá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ thì quý vị khán giả vẫn giữ đại trường hợp. Dạ.